mà vui dữ ha con ha. Ủa sao chú biết là con bị đuổi? Trời ơi, hồi nãy tôi nhìn thấy cái bộ dạng của cô đi ra, cô bước tới xe tôi, cô gọi tôi xe ôm, chỉ cần nhìn cái thôi là biết được như thế nào. Gì chú? Dừng lại, cô làm gì mà cô lủi vô tôi nằm mạnh dữ vậy? Chú dừng lại, con muốn chổng rộng luôn rồi nè. Sao vậy chú? Chú bị gì vậy? Đi 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 tiếp chú ơi. Từ từ cô. Sao vậy chú? Xe bị hư rồi hả? Trời ơi, sao miệng cô xui xẻo vậy trời? Xe hư gì đâu mà xe hư. Cô đang đi với tôi, rồi xe tự nhiên nó dừng lại là lý do là sao? À, bị hư. Tầm bậy, miệng cô ăn mắm ăn muối. Xe nó dừng lại là có nhiều nguyên nhân nó dừng lại, hiểu chưa? Bây giờ dù cho xe nó đang dừng lại mà nó tắt máy là lý do là sao? Là cái máy nó bị hư. Trời ơi, mặt nó hết xăng. Trời thần ơi là trời thần ơi, lần đầu tiên luôn mới gặp cái trường hợp này. Chú ơi, sao cái chuyện ở đâu chú cũng tỏ tường hết. Đến nỗi cái chuyện mà con bị đuổi mà chú cũng biết luôn. Mà cái chuyện cái xe của chú gần hết xăng sao chú không biết vậy chú? Bởi vậy ta nói, cô còn trẻ, cô không hiểu gì về cuộc sống này hết. Ha? Cuộc sống là như thế này, ha? Đôi khi những chuyện gì ở nhà mình là mình không cần phải biết gì hết, thậm chí không biết cũng được ha. Mà chuyện của hàng xóm là mình phải tỏ tường, hiểu chưa? Ôi rầu ghê. Họ bây giờ ở đây mà có bắt xe chiếc nào cũng không có nữa. Chú ơi, bây giờ chú làm ơn chú giải quyết giùm con nha chú. Chú giải quyết coi mà bơm xăng hay ở đâu bơm lên được không hả? Bây giờ nước pha vô miếng xăng còn lại này chạy được không chú? Nè, con thấy múc đây nè, chế vô trong đây nó còn chắc cũng chút xíu xăng đúng không? Nước pha với xăng coi bây giờ nó chạy được không chú? Trang phục hợp với người à? Hả? Nghĩ sao xe chạy múc xăng với mương đổ vô chạy? Chú ơi, cái gì vậy? Ơi, con khổ lắm. Bây giờ con muốn ra khỏi cái chỗ này ngay lập tức. Con không muốn ở đây một giây một phút nào nữa hết. Chú làm ơn chú chở con đây đây. Trời ơi, làm ơn đợi giùm tôi một chút xíu. Ông bà đúng, hồi xưa ông bà nói một câu không sai một chút nào hết trơn. Nhìn mặt mà bắt hình dung. Nhìn cái bờ môi mà của cô mỏng mỏng hèn chi, cô nhiều chuyện dễ sợ lắm. Tôi làm ơn xe đã hư rồi, tôi đang rối rồi, nó không có xăng rồi, tôi đang tìm cách làm sao để mà có xăng để chở cô đi. Mà hồi nãy giờ con thấy chú đâu có tìm cách gì đâu. Ủa, con nói thì tôi phải nghe chứ, tôi là người lịch sự mà. Chẳng lẽ cô đang nói chuyện tôi bỏ tôi không nghe là cô nói tôi mất lịch sự sao? Bây giờ con hứa là con không nói một câu nào hết. Chú làm ơn, chú giải quyết giùm con với. Vậy nghe. Xong chưa chú? Trời ơi, mới mở điện thoại chưa gọi mà xong cái gì? Alo, ông Sóc hả? Tôi nè. Rồi cho 1 lít xăng ship qua chỗ của tôi, xe tôi hết xăng chết máy rồi, gặp khách hàng la quá. Rồi ship qua đây đi. Vậy ha. Chỗ nào hả? Ai biết chỗ nào? Đúng rồi, mới vừa qua khỏi nhà của bà Yên một chút xíu, thấy không? Trời ơi, ông nội ông ở đây không biết nhà bà Yên nào hả? Thì bà tên Yên, kêu bà Yên. Bây giờ đi bộ được không ta? Đi bộ nổi không ta? Cô nghĩ sao à? Đây đi ra mà bánh xe mà đi bộ. Ôi khổ ghê luôn á. Chú không biết á hả? Từ bữa tới giờ con nôn đi ra khỏi đây lắm không? Thì nôn thì cái gì nó cũng phải từ từ. Đó là cuộc sống. Mưu sự tại nhân mà thành sự là tại thiên. Xe hết xăng là do ông trời. Đó. Hai chú. Con. Xe bị gì vậy? Xe hết xăng. Hết xăng hả? Ừ. Cần trợ giúp không? Thẳng hỏi, xăng năng ship qua. Ừ, thì con về nha. Ừ. Đi chú. Đi ha. Trời đất ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không.
cha. Liên đứng mình làm bèm ghê. Ủa chú. Hả? Nam thần đó là ai vậy chú? Thần thánh gì đây? Là cái anh hồi nãy lái xe ba gác á. Trời, nó là người thường chứ thần thánh cái gì? Thằng đó hả? Nó là Thế Sĩ, em của Thế Dũng, con của ông bà An Yên. Ủa? Cô ở trong nhà đó, cô không biết nó là ai hả? Sao mà con biết được? Mà chú nói là sao? Đó là em của Thế Dũng hả? Ừ. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.